Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin ngày 12 tháng 1 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. 46% những người đang nằm viện vì Covid-19 ở tỉnh Ontario đã nhập viện vì những lý do khác. Tỉnh Ontario sẽ chuyển các y tá được đào tạo quốc tế đến các bệnh viện để giải quyết tình trạng thiếu nhân sự. Tỉnh Quebec áp dụng hình phạt tài chính nặng nề đối với những người từ chối tiêm chủng COVID-19 ít lây nhiễm hơn 90% trong 5 phút sau khi được bắn ra trong không khí. Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Canada điều tra việc các quan chức y tế sử dụng dữ liệu điện thoại của người dân. Canada Post cảnh báo về sự chậm trễ do thiếu nhân viên. Giá thuê nhà trung bình ở thành phố Toronto vừa giảm và những căn hộ sau đây hiện đã rẻ hơn rất nhiều. Trên thế giới, Ngân hàng Thế giới cảnh báo, tăng trưởng toàn cầu chậm lại và sự gia tăng bất bình đẳng. Các kệ hàng tạp hóa tiếp tục trống rỗng do cùng lúc gặp tình trạng nhân viên nghỉ ốm và sự chậm trễ của chuỗi cung ứng. Đức cần nhập cư nhiều hơn để tránh tình trạng thiếu lao động. Hoa Kỳ công bố viện trợ 308 triệu đô la Mỹ cho người Afghanistan khi khủng hoảng gia tăng. Súng thông minh xuất hiện tại Mỹ sẽ làm rung chuyển thị trường súng ống người lao động không thể chăm sóc con em mình học trực tuyến. 7.500 học sinh ở Sài Gòn phải rút học bạ và chuyển về quê. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính thưa quý vị, để phục vụ tốt hơn cho quý khán giả, kênh Culture Channel của chúng tôi đã bắt đầu cho phát hành hai video tin tức trong một ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. phần trăm những người đang nằm viện vì COVID ở Ontario thật ra là nhập viện vì những lý do khác. Dữ liệu mới chỉ ra rằng 46% những người đang điều trị tại các bệnh viện Ontario với COVID-19 đã được nhập viện vì những lý do khác ngoài virus này, bộ trưởng y tế Ontario Christine Elliott đã đăng trên Twitter vào sáng thứ ba rằng chúng tôi đang cập nhật báo cáo công khai của Ontario đã phân loại bệnh nhân nhập viện do Covid-19 với những bệnh nhân nhập viện vì các lý do khác và mặc dù điều này không làm thay đổi tình trạng nghiêm trọng tại các bệnh viện ở Ontario, việc chia sẻ dữ liệu này rất quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình trạng đại dịch. Tỉnh cho biết hiện có 3.220 người nhập viện với COVID-19, khoảng 54% trong số họ nhập viện vì virus, trong khi khoảng 46% nhập viện vì các lý do khác, nhưng xét nghiệm dương tính với COVID-19. Số người nhập viện với COVID-19 tăng 753 người so với báo cáo của hôm thứ Hai, mặc dù con số đó có thể thấp hơn thực tế vì không phải tất cả các bệnh viện đều báo cáo dữ liệu vào cuối tuần. Trong số những người nhập viện, tỉnh cho biết có 477 người đang ở ICU, tăng 39 người. Khoảng 83% người được chăm sóc đặc biệt nhập viện vì COVID, số còn lại đều là nhập viện vì các lý do khác. Ontario tạm thời rút ngắn các bài thi lái xe hạng G Road Test để giảm lượng công việc tồn động. Chính phủ Ontario cho biết các bài kiểm tra đường bộ bắt buộc để có được bằng G sẽ được rút ngắn trong một nỗ lực để giúp giải quyết tình trạng tồn động do các hạn chế và đóng cửa COVID-19 gây ra. Dakota Brazier, người phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, biện pháp tạm thời này sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 31 tháng 3. Bà Brazier cho biết các yếu tố trùng lập từ bài kiểm tra trên đường G2 sẽ bị loại bỏ và các tuyến đường sẽ được sửa đổi để cho nó trở nên trực tiếp hơn đến và đi từ các trung tâm thi bằng lái. Bộ Giao thông cũng có thể gia hạn biện pháp tạm thời này sau ngày 31 tháng 3 nếu cần. Tỉnh Ontario sẽ chuyển các y tá được đào tạo quốc tế đến các bệnh viện và nhà chăm sóc dài hạn mà đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự do COVID-19. Bộ trưởng Y tế là bà Kristen Elliott đã đưa ra thông báo vào hôm thứ Ba, trong khi phát biểu về giới hạn chăm sóc sức khỏe, nói rằng các y tá mà được đào tạo quốc tế đã đăng ký hành nghề tại Ontario sẽ có cơ hội làm việc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe dưới sự giám sát của một nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép. Bà Elliot cho biết hơn 1.200 ứng viên đã bày tỏ sự quan tâm và sẽ được xếp vào các bệnh viện và nhà chăm sóc dài hạn vào cuối tuần này. Bà Elliot cũng cho biết tỉnh Ontario hiện vẫn còn 600 giường bệnh chăm sóc đặc biệt, và nếu có nhu cầu thêm sẽ bổ sung thêm 500 giường. Theo chính phủ, thời gian trung bình trong chăm sóc đặc biệt cho một bệnh nhân bị Covid-19 hiện là 7 ngày so với 20 ngày trong thời kỳ đỉnh điểm của làn sóng Delta. Hôm thứ hai, hệ thống y tế William Osler Health System thông báo họ sẽ đóng cửa trung tâm chăm sóc khẩn cấp tại một cơ sở ở thành phố Brampton cho đến ngày 1 tháng 2 do áp lực ngày càng gia tăng trong các khoa cấp cứu. Thêm nữa là do sức chứa và áp lực nhân sự quá cao của chúng tôi. Họ cũng cho biết, việc đóng cửa sẽ giúp đưa đội ngũ nhân viên và các bác sĩ có tay nghề cao đến nơi có nhu cầu lớn nhất. Các bệnh viện và dịch vụ y tế ở những nơi khác cũng đã báo cáo về tình trạng căng thẳng do làn sóng Omicron. Các ca phẫu thuật được coi là không khẩn cấp cũng đã được tạm dừng trong ít nhất là 3 tuần để tạo ra các nguồn lực của bệnh viện. Và vấn đề này ảnh hưởng đến từ 8.000 đến 10.000 ca phẫu thuật theo lịch trình hàng tuần. Tỉnh Quebec áp dụng hình phạt tài chính nặng nề đối với những người từ chối tiêm chủng. Thủ hiến Quebec ông François Legault thông báo, tỉnh sẽ áp dụng một hình phạt tài chính đáng kể đối với những người dân mà từ chối tiêm chủng vaccine COVID-19 không vì lý do y tế. Thủ Hiến đã đưa ra thông báo này trong cuộc họp báo vào chiều thứ ba, mô tả biện pháp này là một khoản đóng góp chăm sóc sức khỏe, mặc dù số tiền chính xác vẫn chưa được xác định. Tỉnh đang tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Tài chính và các cố vấn pháp lý về biện pháp này. Nhưng Thủ Hiến Loco đã nói rằng 50 đô la hoặc 100 đô la vẫn là hình phạt quá nhẹ. Hình phạt này sẽ áp dụng cho tất cả người lớn ở tỉnh Quebec nếu họ từ chối tiêm lời vaccine đầu tiên trong vài tuần tới. Những người được miễn tiêm chủng về y tế sẽ không phải bị nộp phạt. Những người mà chưa được tiêm chủng sẽ phải trả hóa đơn vì dẫn đến những hậu quả trên mạng lưới chăm sóc sức khỏe của chúng ta và không nên để tất cả người dân khoe bác phải trả cho vấn đề này, thủ hiến nói. Đó là vấn đề về sự công bằng, bởi vì ngay bây giờ những người này, họ đang đặt một gánh nặng rất lớn lên mạng lưới chăm sóc sức khỏe của chúng ta và tôi nghĩ rằng nó cũng bình thường. Nếu phần lớn dân số đang yêu cầu một hậu quả cho việc này, Thủ Hiến Lô nói. Ông nói thêm, và tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét việc phổ biến hậu chứa vaccine, nhưng tôi nghĩ chỉ thế thôi là chưa đủ. Trong một nhóm Facebook dành cho hàng ngàn người Quebec mà chưa được tiêm chủng, họ mô tả động thái này là chiến tranh tâm lý và nói rằng họ muốn thách thức nó trước tòa. Một người đàn ông chưa tiêm phòng nói rằng các hình phạt này sẽ không thể bắt anh ta đi tiêm. Nếu hình thức đóng góp chăm sóc sức khỏe này được thực hiện, đây được cho là một trong những biện pháp y tế COVID-19 nghiêm ngặt nhất ở Canada, diễn ra ở một tỉnh mà đã bị giới nghiêm lần thứ hai trong đại dịch. COVID-19 ít lây nhiễm hơn 90% trong 5 phút sau khi được bắn ra trong không khí. Theo một nghiên cứu mới mang tính đột phá, coronavirus trở nên ít lây nhiễm hơn 90% chỉ trong vòng 5 phút trong không khí. Nghiên cứu của Đại học Bristol chưa được kiểm duyệt là nghiên cứu đầu tiên mô phỏng cách coronavirus di chuyển sau khi nó được thở ra. Các nhà nghiên cứu cho biết khả năng lây nhiễm sang người của virus giảm xuống 90% trong vòng 5 phút sau khi bay trong không khí. Vì không khí làm khô các phân tử virus và việc thiếu carbon dioxide trong không khí khiến nồng độ pH của virus tăng lên. Cả hai yếu tố này làm virus lây nhiễm hơn. Độ ẩm trong không khí đóng một vai trò trong việc giảm khả năng lây nhiễm của coronavirus nhanh chóng như thế nào? Các nhà nghiên cứu nói rằng, không khí khô khiến coronavirus mất khả năng lây nhiễm nhanh hơn là không khí ẩm. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ không khí không đóng vai trò gì trong việc lây nhiễm virus. Nhóm nghiên cứu cho biết, những phát hiện này là tương tự đối với ba biến thể mà họ thử nghiệm và dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm tương tự với Omicron trong vòng vài tuần. Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong việc ngăn ngừa lây truyền. Lãnh đạo của công đoàn cho biết các thành viên của họ cảm thấy không được tôn trọng khi chính phủ Ford thông báo trở lại học trực tiếp vào ngày 17 tháng Giêng. Công đoàn đại diện cho hàng ngàn giáo viên tiểu học đang chỉ trích chính phủ Ford vì đã tuyên bố quay trở lại học trực tiếp mà không thực hiện các bước để bảo đảm rằng các lớp học đã sẵn sàng. Nhưng bộ trưởng của Bộ Y tế Christine Elliott nhấn mạnh rằng chính phủ của bà đang thực hiện từng bước có thể bảo đảm các trường học được an toàn, bao gồm cả việc ưu tiên cho các nhân viên giáo dục tiêm vaccine và phân phối hàng triệu khẩu trang N95 và khẩu trang ba lớp để sử dụng trong lớp học. Tin tức này đã được hoan nghênh bởi một số phụ huynh đang háo hức muốn thấy con của mình quay trở lại lớp học. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Tiểu học Ontario gọi tắt là ETFO, Karen Brown đã chỉ trích chính phủ vì quyết định này. Bà nói, cũng như các bậc phụ huynh, chúng tôi muốn quay lại học trực tiếp, nhưng chúng ta cần các lớp học an toàn và điều đó chưa được bảo đảm. Chính phủ đã làm gì để bảo đảm cho việc học không bị gián đoạn? Họ đang làm gì về tình trạng thiếu nhân sự? Các thành viên của chúng tôi đang cảm thấy hoàn toàn bị coi thường bởi thủ hiến Bà Browns nói, dù là một liên đoàn, nhưng chúng tôi đã biết đến việc quay trở lại lớp học thông qua các phương tiện truyền thông. Điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng với các thành viên của chúng tôi. Họ đã ở tuyến đầu của đại dịch này và chẳng ai tham vấn chúng tôi về việc này. Hơn 350 nhân viên TDC bị sa thải vì không tuân thủ quy định về vaccine COVID. Ủy ban vận tải Toronto, gọi tắt là TTC, cho biết họ đã sa thải hơn 350 nhân viên không tuân thủ quy định vaccine COVID-19 của công ty. Stuart Green, người phát ngôn của TTC, cho biết tổng cộng có 354 nhân viên hoặc là khoảng 2% lực lượng lao động của TTC đã bị chấm dứt hợp đồng vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Vào tháng 10 năm ngoái, TTC đã đưa ra một thông báo cho biết kể từ ngày 31 tháng 12 – bất kỳ nhân viên nào chưa được tiêm chủng hoặc là không có bằng chứng về việc tiêm chủng đầy đủ sẽ bị buộc thôi việc. Tuy nhiên, TDC đã quy định rằng các biện pháp này sẽ không áp dụng cho những nhân viên có điều kiện đặc biệt hoặc là miễn trừ y tế theo Bộ Luật Nhân quyền Ontario. Ông Green cho biết chính sách và hậu quả đã được trình bày rõ ràng trong nhiều tháng trước thời hạn ngày 31 tháng 12. Các nhân viên của TDC không tiêm vaccine COVID-19 đã được nghỉ phép có lương từ ngày 21 tháng 11 năm 2021 buộc công ty phải giảm bớt các dịch vụ. Theo ông Green, sẽ không có các tác động nào khác đối với các dịch vụ của TDC vì sự vắng mặt của các nhân viên vì sa thải đã được tính vào cách thay đổi dịch vụ vào tháng 11. Ông Green cho biết TDC hiện đang tích cực tuyển dụng, thuê và đào tạo các nhân viên mới. Ông cũng cho biết 200 nhân viên đã được nghỉ phép để chờ mũi tiêm thứ hai hoặc chờ được sắp xếp chỗ làm. tại tỉnh Quebec, giám đốc y tế công cộng mới tạm thời của tỉnh sẽ là tiến sĩ Luc Boileau, người đứng đầu hiện tại của Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe của tỉnh Inas. theo Thủ hiến François Leclerc đã công bố hôm thứ Ba. Vào hôm thứ Hai, Thủ hiến Leclerc đã chấp nhận đơn từ chức của tiến sĩ Horacio Aruda, người mà đã giữ chức giám đốc y tế công cộng gần 12 năm và đã trở thành cái tên rất quen thuộc trong đại dịch COVID-19 Thủ hiến Loco đã cảm ơn ông Aruda vì sự chăm chỉ của ông và nói rằng thủ hiến đã trở nên thân thiết với ông ấy qua 22 tháng gặp gỡ thường xuyên và các cuộc họp báo công khai. Thủ hiến Loco cho biết ông Aruda sẽ nghỉ ngơi vài tuần trước khi trở lại để giúp đỡ trong một vai trò khác mà vẫn chưa được quyết định. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, tiến sĩ Boilo cảm ơn thủ hiến Loco và Bộ trưởng Y tế Christian Dubé đã tin tưởng giao cho ông một vai trò quan trọng như vậy. Ông cũng cho biết ông rất ngưỡng mộ ông Aruda. Tiến sĩ Bolo đã giữ một số vai trò quan trọng trong mạng lưới y tế của tỉnh Quebec. Ông là người đứng đầu Viện Y tế Công cộng của tỉnh, Institut National de Santé Publique du Quebec, từ năm 2008 đến năm 2015, và trước đó của Hội đồng Y tế khu vực Montérégie. Thủ hiến logo cần trấn an công chúng rằng Chính phủ vẫn đang lắng nghe các nhà khoa học và chính phủ hiểu những bức xúc của công chúng, ông nói. Trong một dòng tweet cảm ơn ông Aruda vì sự phục vụ của ông, Hiệp hội Bác sĩ Quebec kêu gọi chính phủ trao cho người kế nhiệm có quyền độc lập quan điểm lớn nhất để bảo đảm sự ủng hộ của người dân. Bà đảng đối lập chính của tỉnh Quebec và Hiệp hội Bác sĩ đang kêu gọi giám đốc y tế công cộng tiếp theo phải độc lập hơn với chính phủ Quebec. Đáp lại thì ông Walpole cho biết, ông sẽ tiếp cận vai trò giám đốc y tế công cộng lâm thời như cách ông tiếp cận vai trò người đứng đầu của viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe của tỉnh và viện y tế công cộng của tỉnh. Với vai trò đó, chúng tôi đã yêu cầu các viện mà tôi đại diện phải độc lập và tôi sẽ tiếp tục làm việc theo cách này, ông nói. Mặc dù số ca mắc mới và số ca nhập viện tiếp tục có xu hướng gia tăng tại tỉnh, ông Walpole cho biết ông dự đoán con số này sẽ bắt đầu chững lại. Bộ trưởng Dubé chỉ ra sự thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng tại các bệnh viện ở Quebec hiện nay. Thủ hiến Lê Cô ước tính rằng sẽ cần có thêm 1.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe và 1.500 nhân viên chăm sóc dài hạn trong những tuần tới để duy trì hoạt động của hệ thống. Thủ hiến cho biết những người chưa được tiêm chủng chiếm 10% dân số đủ điều kiện, nhưng lại chiếm 50% số người nhập viện phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Đó là lý do tại sao Thủ Hiến Lô Cô nói chính phủ sẽ áp đặt một khoản tiền phạt gọi là đóng góp sức khỏe cho những người Quebec mà từ chối tiêm liệu vaccine COVID-19 đầu tiên trong những tuần tới. Tại Alberta, tỷ lệ nhập viện tiếp tục gia tăng. Người dân Alberta được kêu gọi ở nhà vì có giới hạn các xét nghiệm PCR các ca nhiễm COVID-19 đang được theo dõi tiếp tục gia tăng tại tỉnh Alberta. Các ca nhiễm COVID-19 đang được theo dõi tiếp tục gia tăng ở tỉnh Alberta. Hôm thứ Ba, tỉnh đã báo cáo có thêm 4.704 ca nhiễm mới, nâng số ca đang được theo dõi trên địa bàn tỉnh lên gần 59.000 ca. Tiến sĩ Dina Henshaw cho biết họ tin rằng có nhiều hơn 10 lần số ca nhiễm COVID-19 ở Alberta so với những gì được xác định theo logic đó thì tỉnh có thể có hơn 550.000 ca đang bị nhiễm bệnh và đang tiếp tục tăng lên. Chỉ trong một tuần, các ca nhiễm trùng đang được theo dõi đã tăng 71%. Hiện có 780 người đang nhập viện với virus, tăng 73 bệnh nhân so với ngày hôm trước. Trong khi đó thì có 80 người đang được chăm sóc đặc biệt. Hiện người dân Alberta đang được kêu gọi ở nhà vì các xét nghiệm PCR trở nên hạn chế và các xét nghiệm nhanh khan hiếm. Đa số người dân Alberta được cho biết rằng họ không còn đủ điều kiện để làm xét nghiệm PCR. Tôi kêu gọi các nhà tuyển dụng và tổ chức không yêu cầu bằng chứng về kết quả COVID-19 dương tính, tiến sĩ Dina Hinshaw, giám đốc y tế của tỉnh cho biết. Với tỷ lệ dương tính là 40%, bất kỳ ai có các triệu chứng của COVID-19 rất có thể bị COVID và chỉ nên ở nhà, bà Hinshaw nói. Hiện tỉnh Alberta phân bổ xét nghiệm PCR dành cho những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, những người trở về sau chuyến du lịch quốc tế để có thể kiểm tra các biến thể mới và những người đủ điều kiện để được điều trị nhất định. Ngay bây giờ, trang web của tỉnh cho thấy không có hiệu thuốc nào ở Edmonton hoặc Calgary có các xét nghiệm miễn phí của chính phủ. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tình trạng Covid-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 11 tháng 1, Canada báo cáo có thêm 28.847 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 của Canada lên mức 2.624.910. Có 31.165 ca đã được báo cáo hồi phục trong ngày, có thêm 96 ca tử vong. Hiện có 399.346 ca đang còn bệnh. Tổng số ca tử vong cho đến nay là 30.958. Có hơn 72 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì gần 32 triệu người, tức là hơn 83,5% dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine và trên 77,3% dân số đã tiêm hai liều. Hơn 87,8% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 81,3% đã tiêm hai liều. Có hơn 10,5 triệu mũi vaccine thứ ba đã được tiêm, Tỉnh BC hôm nay báo cáo thêm 2.239 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Tỉnh Alberta thì có 4.704 ca nhiễm mới và 8 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan thông báo 1.027 ca nhiễm mới, tuy nhiên có thêm 113 ca được xét nghiệm ban đầu bên ngoài tỉnh. Tỉnh Manitoba thì báo cáo 2.012 ca bệnh mới. Ngày thứ hai liên tiếp, tỉnh này thông báo có hơn 2.000 ca nhiễm mới. Tỉnh Ontario báo cáo có 7.951 ca bệnh mới và 21 ca tử vong. Tỉnh Quebec thì ghi nhận 8.710 ca bệnh mới và 62 ca tử vong. Tại vùng Đại Tây Dương, Prince Edward Island có 304 ca bệnh mới. New Brunswick thì báo cáo 191 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Nova Scotia có 616 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Newfoundland có 427 ca bệnh mới Vùng lãnh thổ Nunavut có 5 ca nhiễm mới, Yukon có 123 ca nhiễm mới, Northwest Territories có 215 ca bệnh mới. Chuyển sang các bản tin khác, cơ quan giám sát quyền riêng tư của Canada điều tra việc sử dụng dữ liệu điện thoại của các quan chức y tế. Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Canada điều tra việc các quan chức liên bang đã sử dụng dữ liệu vị trí điện thoại di động không xác định danh tính để đo lường tính hiệu quả của các biện pháp y tế công cộng COVID-19. Cơ quan y tế công cộng của Canada vào tháng trước đã thừa nhận rằng họ đã mua quyền truy cập vào dữ liệu vị trí của điện thoại di động để phân tích các chuyển động của người dân Canada trong đại dịch. Cơ quan này cho biết dữ liệu được tổng hợp và không được xác định, có nghĩa là dữ liệu không thể được sử dụng để xác định vị trí hoặc thói quen đi lại của từng người Canada. Tuy nhiên, sự tồn tại của chương trình đã làm dấy lên lo ngại với những người ủng hộ quyền riêng tư và các chính trị gia đảng đối lập. Những người này đã tạo một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban về vấn đề này. Người phát ngôn của Ủy viên quyền riêng tư là Daniel Therrien xác nhận, văn phòng của ông đã nhận được nhiều khiếu nại về chương trình và hiện đang xem xét cách cơ quan y tế công cộng Canada bảo đảm rằng dữ liệu không thể được sử dụng để theo dõi các cá nhân. Theo yêu cầu đề xuất được đưa ra vào tháng 12, Cơ quan Y tế Công cộng của Canada đang tìm cách mở rộng phân tích dữ liệu vị trí điện thoại di động đến năm 2023 để hiểu xu hướng di chuyển của dân số trong đại dịch COVID-19. Các cơ quan thực thi pháp luật thỉnh thoảng cũng yêu cầu dữ liệu như vậy trong quá trình điều tra tội phạm. Tuy nhiên, không giống như cảnh sát, Cơ quan y tế công cộng Canada yêu cầu nhà cung cấp xóa tất cả thông tin nhận dạng khỏi dữ liệu và cấp cho người dùng di động khả năng từ chối chia sẻ dữ liệu di động. Nhưng tài liệu nói rõ, cơ quan y tế công cộng Canada dự định sử dụng dữ liệu vào nhiều việc hơn là chỉ đo lường mức độ hiệu quả của việc đóng cửa COVID-19 và các biện pháp y tế công cộng khác. Theo Teresa Scassa, là người nghiên cứu luật thông tin và chính sách tại Đại học Ottawa, lưu ý rằng chương trình của cơ quan y tế công cộng tập trung vào việc chính phủ sở hữu thông tin hơn là việc các công ty tư nhân luôn thu thập và bán dữ liệu vị trí của người Canada. Nhưng bà Scassa gợi ý rằng luật bảo mật ngày càng cũ của Canada là không đủ trong thời đại dữ liệu lớn cần thêm luật cho cả doanh nghiệp tư nhân thu thập và sử dụng thông tin nhạy cảm vì lợi nhuận cũng như các chính phủ khi họ trở thành khách hàng của các nhà môi giới dữ liệu bên thứ ba. Canada Post cảnh báo về sự chậm trễ do thiếu nhân viên. Người dân có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc giao hàng trong vài tuần tới khi Canada Post giải quyết các vấn đề về nhân viên liên quan đến biến thể Omicron Covid-19. Trong một tuyên bố hôm thứ ba, tập đoàn Crown cho biết tình hình thay đổi nhanh chóng liên quan đến Covid-19 và biến thể Omicron đang ảnh hưởng đến mức độ biên chế và độ tin cậy. Chúng tôi đang phản hồi bằng cách triển khai các kế hoạch dự phòng khi cần và điều chỉnh hoạt động của chúng tôi để phục vụ người dân Canada. Tình trạng này diễn ra trên toàn quốc và khách hàng có thể gặp phải sự chậm trễ trong vài tuần tới. Phát ngôn viên của Post Canada cho biết trong một email là một nhà cung cấp dịch vụ quốc gia, nhân viên của chúng tôi sống và làm việc trong các cộng đồng trên khắp đất nước. Trong đó, những báo cáo của các quan chức y tế công cộng cũng đã phản ánh tình trạng nơi làm việc của chúng tôi. Công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng họ có thể áp dụng các biện pháp tạm thời như là giảm giờ làm việc và đóng cửa một số bưu điện trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, thì công ty cho biết họ đang tiếp tục ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và cộng đồng mà họ phục vụ. Ngoài việc bắt buộc tiêm chủng, chúng tôi đang tiếp tục tuân thủ các quy trình an toàn COVID-19 tại nơi làm việc, Canada Post cho biết. Canada Post đã không nêu rõ có bao nhiêu công nhân đã bị ảnh hưởng gần đây và hoạt động nào bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng khuyến cáo người Canada nên tham khảo trang web của họ để cập nhật thông tin về kiện hàng và ngày giao hàng. Một công ty chuyển phát nhanh khác là Purelator cho biết họ cũng đang gặp phải tình trạng thiếu nhân viên. Giá thuê nhà trung bình ở thành phố Toronto vừa giảm và những căn hộ sau đây hiện đã rẻ hơn rất nhiều khi nhiệt độ giảm ở Toronto đánh dấu ngày lạnh nhất mà thành phố từng thấy trong gần 3 năm, giá thuê nhà cũng vậy. Với chi phí trung bình của một căn hộ, một phòng ngủ đã giảm đáng kể trong tháng Giêng. Theo một báo cáo mới từ nền tảng cho thuê, live rent giá thuê trung bình của một căn hộ, một phòng ngủ không có đồ đạc trong thành phố đã giảm 88 đô la và hiện là 1.678 đô la mỗi một tháng. Trung tâm thành phố Toronto có mức giảm giá thuê nhiều nhất Đối với cả căn hộ không có đồ đạc giảm 16,37% và cả các căn hộ có đầy đủ nội thất đã giảm 25,27%. Bản cập nhật này cho thấy các căn hộ một phòng ngủ được trang bị nội thất chỉ cao hơn 25 đô la so với những căn hộ mà không có đồ đạc nội thất. Sau khi kết thúc năm 2021 với mức cao hàng năm, giá thuê trung bình của đại đô thị Toronto đã giảm. 88 đô la xuống mức mới là 1.678 đô la một tháng. Những tháng mùa đông thường chứng kiến sự sụt giảm giá thuê trên khắp Canada và tháng 1 có vẻ như sẽ bắt đầu xu hướng đó, trích đoạn từ báo cáo này cho biết. Giá ở thành phố Toronto đang dần trở lại bình thường sau khi tăng lên mức cao đáng kinh ngạc trong tháng 12. Mặc dù vậy, chúng vẫn đắt đỏ rất may là các khu vực khác của đại đô thị Toronto cung cấp một số lựa chọn thay thế rẻ hơn. Như là thành phố Brampton và Mississauga một lần nữa khẳng định mình là thành phố tự quản, giá cả phải chăng nhất của khu vực đại đô thị Toronto cho căn hộ một phòng ngủ được trang bị nội thất trong tháng này với giá thuê trung bình chỉ dưới 1.500 đô la một tháng. Còn các căn hộ không có nội thất ở thành phố Brampton và Mississauga đã giảm lần lượt là 7,34% và 7,41%, hiện đang ở mức 1.502 đô la một tháng và 1.721 đô la mỗi tháng cho căn hộ một phòng ngủ. Cũng cần lưu ý rằng, trung bình một căn hộ ba phòng ngủ được trang bị nội thất ở thành phố North York chỉ đắt hơn 22 đô la so với một căn hộ mà hai phòng ngủ được trang bị nội thất. Nếu bạn đã mệt mỏi với khu vực đại đô thị Toronto, thì khu vực thác Niagara Falls được cho là có giá thuê hợp lý nhất. Với căn hộ một phòng ngủ không có nội thất, có giá trung bình là 1.196 đô la một tháng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị bấm nút like, comment và share mỗi khi xem chương trình. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi các video mới tiếp theo. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Ngân hàng thế giới cảnh báo tăng trưởng toàn cầu chậm lại và gia tăng bớt bình đẳng. Các kệ hàng tạp hóa tiếp tục trống rỗng do cùng lúc gặp tình trạng nhân viên nghỉ ốm và sự chậm trễ của chuỗi cung ứng. Đức cần nhập cư nhiều hơn để tránh tình trạng thiếu lao động. Hoa Kỳ công bố viện trợ 308 triệu đô la Mỹ cho người Afghanistan khi khủng hoảng gia tăng. Intel xóa tham chiếu về Tân Cương sau phản ứng dữ dội ở Trung Quốc. Súng thông minh xuất hiện tại Mỹ sẽ làm rung chuyển thị trường súng ống. Một giám đốc điều hành đồng tiền ảo trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Đường cao tốc nối dài từ Sài Gòn đến miền Tây được hoàn thành, sẵn sàng đón Tết. Và một số cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Sau đây chúng tôi xin cập nhật cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Hoa Kỳ đã báo cáo có 1,35 triệu ca nhiễm COVID-19 vào hôm thứ Hai, tổng số hàng ngày cao nhất đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới khi sự dễ lây lan của biến thể Omicron không có dấu hiệu chậm lại. Kỷ lục trước đó là khoảng 1 triệu 300 ngàn ca nhiễm vào ngày 3 tháng Giêng. Trung bình 7 ngày có số ca nhiễm COVID-19 mới đã tăng gấp 3 lần trong 2 tuần, trên hơn 700.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Ba cho biết biến thể Omicron của COVID-19 đang trên đà lây nhiễm cho hơn một nửa số người ở châu Âu, nhưng vẫn chưa thể coi đây là một căn bệnh lưu hành giống như cúm. Châu Âu đã chứng kiến hơn 7 triệu ca nhiễm mới báo cáo trong tuần đầu tiên của năm 2022 tăng hơn gấp đôi trong khoảng thời gian 2 tuần. Giám đốc WHO khu vực châu Âu, ông Hans Kluge cho biết trong một cuộc họp báo. Những phát hiện sơ bộ từ hai thử nghiệm lâm sàng ở Nam Phi cho thấy biến thể Omicron có tỷ lệ lây lan không triệu chứng cao hơn nhiều so với các biến thể trước đó. Và điều này cũng có thể giải thích tại sao là nó lại lan truyền nhanh chóng đến thế trên toàn cầu. Các nghiên cứu cho thấy một số lượng lớn hơn nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus nhưng không xuất hiện triệu chứng so với các thử nghiệm trước đó. Các thành phố ở trên khắp Trung Quốc đang áp đặt các hạn chế cứng rắn hơn để cố gắng kiểm soát các đợt bùng phát mới của COVID-19. Trong đó, Thiên Tân đang chiến đấu với biến thể Omicron đã lây truyền cục bộ ở hai tỉnh khác. Hồng Kông sẽ đóng cửa các trường mẫu giáo và tiểu học và bắt đầu cung cấp vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, lãnh đạo của thành phố này cho biết hôm thứ ba. Nhật Bản sẽ duy trì các hạn chế nhập cảnh chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron cho đến cuối tháng 2, Thủ tướng Nhật cho biết hôm thứ ba. Mặc dù là có một số trường hợp ngoại lệ vì lý do nhân đạo vẫn có thể được xem xét. Merck hy vọng thuốc viên COVID-19 Monopraver có hiệu quả chống lại Omicron. Một giám đốc điều hành của công ty cho biết, viên thuốc uống COVID-19 của Merck có cơ chế hoạt động có thể chống lại Omicron và bất kỳ biến thể nào khác. Dữ liệu về tác động của Monopraver đối với Omicron vẫn chưa có sẵn, nhưng thuốc viên đã được chứng minh là có hiệu quả, giảm 30% số ca nhập viện và tử vong, dựa trên dữ liệu từ 1.433 bệnh nhân được công bố vào tháng 11. Tuy nhiên, dữ liệu này cho thấy kết quả kém hơn đáng kể so với con số trước đó là 50%. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào tháng trước đã cho phép lưu hành loại thuốc viên này, cũng như một số quốc gia khác, chẳng hạn như Vương quốc Anh, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận mua thuốc. Ngân hàng Thế giới cảnh báo tăng trưởng toàn cầu chậm lại và sẽ có hiện tượng gia tăng bất bình đẳng. Ngân hàng Thế giới cảnh báo hôm thứ ba rằng nền kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn suy thoái rõ rệt do biến thể Omicron và kèm theo tác động của ba hiện tượng: lạm phát tăng vọt, mức nợ của chính phủ cao và bất bình đẳng trong thu nhập gia tăng, dẫn đến sự đe dọa đến quá trình phục hồi của các nước mới nổi và các nước đang phát triển. Theo báo cáo, triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của ngân hàng thế giới cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm từ 5,5% của năm 2021 xuống 4,1% cho năm 2022. Đây là một dự báo bi quan hơn so với hồi tháng 6 là sẽ tăng trưởng 4,3% trong năm nay. Trong suốt đại dịch, ngân hàng đã đưa ra cảnh báo về mức độ bất bình đẳng ngày càng gia tăng cả trong và giữa các quốc gia. Và dự đoán mới nhất này cũng như vậy. Ở các nền kinh tế đang phát triển, nhiều chính phủ thiếu khả năng chi tiêu để khởi động tăng trưởng. Trong khi đó, thì giá tăng đối với các tài sản như là cổ phiếu và bất động sản tiếp tục khiến cho người giàu thì lại giàu hơn trong khi lạm phát có ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp. Ngân hàng thế giới đang dự báo một khoảng cách trên lệch đáng kể về tốc độ tăng trưởng giữa các nền kinh tế tiên tiến và kém giàu có hơn các quốc gia giàu có hơn dự kiến sẽ thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 5% năm ngoái xuống còn 3,8% trong năm nay và 2,3% vào năm 2023. Ngược lại đối với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, ngân hàng dự báo tăng trưởng giảm từ 6,3% năm ngoái xuống còn 4,6% năm nay và 4,4% vào năm 2023, khiến cho tăng trưởng kinh tế ở những nước này thấp hơn 4% so với xu hướng trước đại dịch. Các kệ hàng tạp hóa tiếp tục trống rỗng do cùng lúc gặp tình trạng nhân viên nghỉ ốm và sự chậm trễ của chuỗi cung ứng. Các nhà đầu tư đang phải chịu áp lực và gánh chịu trong một thời gian dài hơn với chi phí nhân công, vận chuyển cũng như thực phẩm tăng cao. Cổ phiếu của các công ty tạp hóa lớn bao gồm Albertsons, Kroger và Walmart đã giảm hôm thứ Ba. Cổ phiếu của Albertsons đã giảm hơn 7% vào giữa ngày thứ ba. Sự sụt giảm trong nguồn hàng đã xảy ra ngay cả khi nhà bán tạp hóa này đã nâng dự báo tài chính năm 2021. Cổ phiếu của Coker thì giảm khoảng 3%, trong khi của Walmart đã giảm chưa đến 1%. Albertsons cho biết, ngày càng có nhiều nhân viên gọi vào nghỉ ốm do Omicron, khiến việc bổ sung hàng hóa trở nên khó khăn hơn, ngay cả khi các pallet, thực phẩm và các mặt hàng khác đến nơi biến thể coronavirus mới đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu công nhân trong các ngành công nghiệp, từ nhà hàng, nhà bán lẻ cho đến các hãng hàng không. Các nhà lãnh đạo công ty đang buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn, chẳng hạn như là cắt giảm giờ phục vụ, hủy chuyến bay và đóng cửa các cửa hàng. Lululemon nằm trong số các nhà bán lẻ đã cảnh báo rằng thu nhập và doanh thu quý tư sẽ ở mức thấp so với ước tính vì ảnh hưởng của việc giảm giờ làm việc và hạn chế nhân viên. Tuy nhiên, đối với các cửa hàng tạp hóa, thách thức có thể còn nhiều hơn vì đây là hoạt động kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận thấp. Và các công ty này thường có ít dư địa để tăng lương cho nhân viên, trả tiền làm thêm giờ hoặc là chuyển chi phí cao hơn cho khách hàng. Một số người mua sống cũng có ít tiền hơn để chi tiêu. Hôm thứ Ba, các nhà lãnh đạo của Albertsons cho biết chi phí nguyên liệu, đóng gói, vận chuyển và nhân công đã tăng lên. Tại Đức, Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết, nước này sẽ cần tăng cường nhập cư để ngăn chặn tình trạng thiếu lao động trầm trọng, làm suy giảm năng suất và gây nguy hiểm cho quá trình chuyển đổi năng lượng thành công khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Viện Kinh tế Đức ước tính rằng, lực lượng lao động sẽ giảm hơn 300.000 người trong năm nay do có nhiều lao động lớn tuổi nghỉ hưu hơn là những người trẻ tuổi tham gia vào thị trường lao động. Khoảng cách này dự kiến sẽ tăng lên hơn 650.000 người vào năm 2029, dẫn đến tình trạng thiếu hụt số người trong độ tuổi lao động vào năm 2030 là khoảng 5 triệu người. Số lượng người Đức có việc làm đã tăng lên gần 45 triệu người vào năm 2021, bất chấp đại dịch coronavirus. Sau nhiều thập kỷ, tỷ lệ sinh sản thấp và nhập cư không đồng đều, lực lượng lao động ngày càng thu hẹp, đặt ra một quả bom hẹn giờ nhân khẩu học cho hệ thống lương hưu công cộng của Đức. Trong đó, thì ít nhân viên hơn phải gánh nhiệm vụ tài trợ lương hưu cho số lượng ngày càng gia tăng những người nghỉ hưu đang hưởng tuổi thọ cao hơn. Các bên chủ quản đã đồng ý trong các cuộc đàm phán liên minh để giảm bớt các rào cản đối với lao động có tay nghề cao từ nước ngoài và làm cho công việc trở lại hấp dẫn hơn bằng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm nâng mức lương tối thiểu lên 12 euro, tức là 13,60 đô la Mỹ mỗi một giờ. Hoa Kỳ công bố viện trợ 308 triệu đô la Mỹ cho người Afghanistan khi khủng hoảng gia tăng. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, người phát ngôn của Nhà Trắng là Emily Horn cho biết khoản viện trợ mới từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, sẽ chuyển qua các tổ chức nhân đạo độc lập và sẽ được sử dụng để cung cấp nơi ở, chăm sóc sức khỏe, viện trợ mùa đông, viện trợ thực phẩm khẩn cấp, các dịch vụ nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân. Nền kinh tế vốn đã gặp khó khăn kéo dài của Afghanistan đã rơi vào tình cảnh tệ hại hơn kể từ khi Taliban tiếp quản. Gần 80% ngân sách của chính phủ trước đây của Afghanistan đến từ cộng đồng quốc tế. Số tiền đó hiện đã bị cắt giảm để tài trợ cho các bệnh viện, trường học, nhà máy và các cơ quan chính phủ. Sự tuyệt vọng đối với những nhu cầu thiết yếu như vậy càng trở nên trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19 cũng như tình trạng thiếu chăm sóc sức khỏe, hạn hán và tình trạng suy dinh dưỡng. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, cũng đã kêu gọi Taliban cho phép tất cả nhân viên cứu trợ, đặc biệt là phụ nữ, hoạt động độc lập và an toàn khi các nhóm nhân đạo tìm cách hỗ trợ những người gặp trở ngại. Khoản viện trợ mới này sẽ mang lại hỗ trợ nhân đạo của Hoa Kỳ cho Afghanistan lên tới hơn 780 triệu đô la Mỹ kể từ khi kết thúc hỗn loạn của cuộc chiến kéo dài 20 năm vào tháng 8. Liên Hiệp Quốc cho biết có 22% trong số 38 triệu người của Afghanistan đang sống gần nạn đói và 36% khác đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Ngoài ra, thì Nhà Trắng cũng cam kết sẽ gửi cho Afghanistan 1 triệu liều vaccine COVID-19 bổ sung thông qua cơ chế COVAX là một sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm cải thiện khả năng tiếp cận với vaccine với loạt liều vaccine mới được viện trợ này. Tính đến nay, thì Hoa Kỳ đã gửi 4,3 triệu liều đến Afghanistan. Intel xóa nội dung liên quan tới Tân Cương sau phản ứng dữ dội ở Trung Quốc Nhà sản xuất chip Hoa Kỳ Intel đã xóa nội dung liên quan tới tân cương khỏi lá thư hàng năm gửi cho các nhà cung cấp sau khi công ty này phải đối mặt với phản ứng dữ dội ở Trung Quốc vì yêu cầu các nhà cung cấp tránh khu vực đang bị trừng phạt này. Tháng trước thì Intel đã bị chỉ trích ở trên mạng xã hội Trung Quốc vì một bức thư gửi tới các nhà cung cấp được công bố trên trang web của mình bức thư gửi vào ngày 23 tháng 12 năm 2021 cho biết Intel được yêu cầu bảo đảm rằng chuỗi cung ứng của họ không sử dụng bất kỳ lao động hoặc là nguồn hàng hóa hoặc là dịch vụ nào từ khu vực ở Tân Cương sau các hạn chế do nhiều chính phủ áp đặt. Đoạn văn này đã không còn ở trong bức thư. Hiện tại thì bức thư viết rằng công ty nghiêm cấm bất kỳ lao động nào bị buôn bán hoặc là lao động không tự nguyện như là lao động cưỡng bức, nở nâng, nhà tù, lao động được ký kết hoặc là lao động nô lệ trong suốt chuỗi cung ứng mở rộng. Intel đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Tháng trước thì họ đã xin lỗi về rắc rối mà họ đã gây ra và nói rằng cam kết tránh chuỗi cung ứng từ Tân Cương là một biểu hiện của việc tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ chứ không phải là một tuyên bố về lập trường của họ về vấn đề này. Các công ty đa quốc gia đã phải chịu áp lực khi họ đặt mục tiêu tuân thủ các lệnh trừng phạt thương mại Liên quan đến Tân Cương, trong khi tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất của họ. Việc Intel thay đổi nội dung bức thư đã bị thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là ông Marco Rubio chỉ trích. Rubio là một trong bốn chính trị gia Hoa Kỳ đã đưa ra đạo luật phòng chống lao động cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ vào tháng trước, kêu gọi cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm từ Tân Cương vì cáo buộc lao động cưỡng bức ở đó. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2021 thì Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã ký đạo luật này. Rốt cuộc thì súng thông minh đã xuất hiện tại Hoa Kỳ và sẽ làm rung chuyển thị trường súng ống. Những khẩu súng thông minh cuối cùng đã có thể được cung cấp cho người tiêu dùng tại Hoa Kỳ sau hai thập kỷ lo ngại về độ tin cậy của loại súng này. Và đồng thời nó cũng dấy lên một làn sóng quy định mới của chính phủ. Công ty Lord Star Works vào hôm thứ Sáu đã công bố khẩu súng ngắn thông minh 9mm cho các cổ đông và nhà đầu tư ở Boise, Idaho và một công ty ở Kansas là công ty Smart Guns cho biết các nhân viên thực thi pháp luật đang thử nghiệm phiên bản beta sản phẩm của họ, một mô hình tương tự nhưng đơn giản hơn. Cả hai công ty đều hy vọng sẽ có sản phẩm thương mại trong năm nay. Người đồng sáng lập, Lodge Star cho biết anh được truyền cảm hứng sau khi nghe quá nhiều câu chuyện về trẻ em bị bắn khi đang nghịch với súng mà không được giám sát. Súng thông minh có thể ngăn chặn những thảm kịch như vậy bằng cách sử dụng công nghệ để xác thực danh tánh của người dùng và vô hiệu hóa khẩu súng. Súng thông minh cũng có thể làm giảm các vụ tự tử. Súng thông minh cũng có thể trở nên vô hiệu hóa nếu bị mất hoặc là bị đánh cắp và đồng thời mang lại sự an toàn cho các sĩ quan cảnh sát và quản giáo do họ là những người dễ bị cướp súng. Súng Lostar Lost nhắm đến những người mua lần đau sẽ được bán lẻ với giá 895 Mỹ Kim cho một khẩu súng. Hầu hết các nguyên mẫu súng thông minh ban đầu đều sử dụng công nghệ mở khóa bằng vân tay hoặc là nhận dạng tần số vô tuyến cho phép súng. Chỉ có thể phát đạn khi một chip ở trong súng giao tiếp với một chip khác được người dùng đeo ở trong nhẫn hoặc là vòng tay. Lost Status hợp cả đầu đọc dấu vân tay và chip giao tiếp trường gần được kích hoạt bởi ứng dụng ở trên điện thoại. Cùng với bản mã PIN, súng thông minh có thể được cấp phép cho nhiều người dùng. Một công ty khác là Smart Guns cho biết vũ khí của họ được bảo mật bằng nhận dạng tần số vô tuyến. Ông Tom Holland, một thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ ở bang Kansas, và là người đồng sáng lập công ty vào năm 2020, cho biết Smart Guns đã phát triển một mô hình bán với giá 1.795 Mỹ Kim cho cơ quan thực thi pháp luật và 2.195 Mỹ Kim cho dân thường. Những người hoài nghi đã cho rằng súng thông minh quá rủi ro đối với người đang cố gắng bảo vệ ngôi nhà hoặc là gia đình trong cơn khủng hoảng hoặc là đối với cảnh sát tại hiện trường. Súng thông minh này một khi được tung ra thị trường thì nó sẽ kích hoạt luật New Jersey năm 2019 Yêu cầu tất cả các cửa hàng súng trong tiểu bang Chỉ cung cấp súng thông minh Luật năm 2019 đã thay thế luật năm 2002 Cấm bán bất kỳ loại súng ngắn nào Ngoại trừ súng thông minh Một giám đốc điều hành đồng tiền ảo Trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới Trang bàn CZ Giao người điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã gia nhập hàng ngũ các tỷ phú hàng đầu thế giới với giá trị tài sản ròng ước tính ít nhất là 96 tỷ đô la Mỹ theo tính toán mới từ chỉ số tỷ phú Bloomberg được công bố vào hôm thứ hai. Khối tài sản dự kiến của Zhao hiện sánh ngang với Larry Ellison là người sáng lập Oracle và vượt qua Mukesh Ambani là nhà tài phiệt Ấn Độ có khối tài sản cũng tăng vọt trong hai năm qua sự đi lên của doanh nhân canada gốc hoa này là biểu tượng của việc tạo ra của cải nhanh chóng trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số đang chuyển động nhanh năm ngoái các nhà sáng lập tiền điện tử khác cũng được hưởng lợi nhuận lớn khi giá trị của tiền ảo tăng lên người sáng lập ethereum là vitalik buterin và người sáng lập coinbase brian armstrong đều trở thành tỷ phú một phát ngôn viên của binance nói với cnn rằng CZ dự định cho đi phần lớn tài sản của mình, thậm chí là 99% tài sản của mình, giống như các doanh nhân và nhà sáng lập khác. Trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng khác, chẳng hạn như là giám đốc điều hành của Facebook là Mark Zuckerberg, đã ký cam kết cho đi là một sáng kiến do ông Warren Buffett và Bill và Melinda Gates đã khởi xướng nhằm khuyến khích những người giàu nhất thế giới quyên góp phần lớn tài sản của họ cho tổ chức từ thiện. Ông Zhao đã ra mắt Binance vào năm 2017, dần dần xây dựng nó trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Theo một bài đăng trên blog của công ty, vị giám đốc điều hành này lớn lên trong một gia đình nhập cư ở Canada và trước đây đã làm việc tại McDonald's để giúp đỡ hộ gia đình của mình. Sau khi theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học McGill, ông làm việc trên phần mềm giao dịch cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo và Bloomberg. Chuyển sang bản tin liên quan đến Việt Nam. Người lao động không thể chăm sóc con em mình học trực tuyến. 7.500 học sinh ở Sài Gòn phải rút học bạ và chuyển về quê. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, khoảng 7.500 học sinh đã rút học bạ theo học ở Sài Gòn để về quê sau 8 tháng học trực tuyến. Hầu hết trong số các trường hợp này là các em học sinh tiểu học. Khảo sát tại các trường học cho thấy, cha mẹ của nhiều em là công nhân nhà máy, không thể chăm sóc con em mình khi các em học ở nhà. Covid-19 cũng buộc nhiều gia đình rời khỏi thành phố vì họ không thể tự duy trì kinh tế của mình. Với việc chính phủ quyết định chiến lược chung sống với đại dịch, Sài Gòn đã mở lại các lớp học cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, nhưng các em nhỏ hơn vẫn ở nhà và học trực tuyến. Tính đến giữa tháng 12, khoảng 2,2 triệu người trên khắp cả nước đã rời bỏ các thành phố để trở về quê hương do Covid-19. Trong đó thì có 524.000 người đã rời khỏi Sài Gòn. Đường cao tốc nối dài từ Sài Gòn đến miền Tây được hoàn thành và sẵn sàng đón Tết. Đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dự kiến sẽ thông xe vào ngày 22 tháng Giêng vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Theo lãnh đạo của đơn vị xây dựng đường cao tốc hôm thứ hai cho biết, các phần chính của đường cao tốc gần như đã hoàn thành và dự kiến có thể đưa vào sử dụng trong tháng này. Trong khoảng thời gian từ ngày 22 cho tới ngày 31 tháng Giêng, các phương tiện xe hơi sẽ được phép đi trên tuyến đường này từ Sài Gòn đến đồng bằng sông Cửu Long. Từ ngày 1 tới ngày 15 tháng 2 thì phương tiện di chuyển có thể chạy theo hướng ngược lại. Đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nối với đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương tại huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Phần mở rộng 51 km hiện đi qua 5 huyện của Tiền Giang để nối với quốc lộ 30 tại giao lộ An Thái Trung, huyện Cái Bè. Trước đó, chi phí dự án ban đầu là 14.000 tỷ đồng, tức là khoảng 606 triệu đô la, và dự kiến hoàn thành vào năm 2013, tuy nhiên nó đã bị đình trệ nhiều lần. Vào năm ngoái, chi phí đã giảm xuống còn 12.000 tỷ đồng sau nhiều lần điều chỉnh và chính phủ yêu cầu dự án hoàn thành vào năm 2021. Kể từ khi thông xe vào năm 2010, đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương là đường cao tốc duy nhất nối vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi sinh sống của khoảng 20 triệu dân với phần còn lại của cả nước. Đối với tình hình COVID-19 tại Việt Nam, bản tin dịch COVID-19 ngày 11 tháng 1 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết có 16.035 ca mắc COVID-19 trên cả nước. Trong ngày thì có 6.866 ca khỏi bệnh và 256 ca tử vong. Các ca mắc COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 2.884 ca, Khánh Hòa có 782 ca, Cà Mau có 762 ca, Bình Định có 671 ca, Bình Phước có 667 ca, Sài Gòn có 558 ca, Đà Nẵng có 543 ca, Hải Phòng có 514 ca, Bến Tre có 498 ca và Tây Ninh có 462 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, thì Việt Nam đã có 1.930.428 ca nhiễm được ghi nhận, với 34.787 ca tử vong. Tổng số ca đã được điều trị khỏi là trên 1,5 triệu người. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 6.317 người. Còn về tình hình tiêm chủng, trong ngày 10 tháng 1, có thêm hơn 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là 162,3 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 78,3 triệu liều, tiêm mũi 2 là 71,3 triệu liều, còn tiêm mũi 3 là gần 12,6 triệu liều. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật về tỷ giá đô la Canada, giá dầu và giá vàng. 1 Canada bằng 0,7933 đô la Mỹ và bằng 0,6989 đồng zero. 1 Canada bằng 17.986,27 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ thì bằng 22.587,22 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 81,58 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 83,93 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1819,46 đô la Mỹ một ounce. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và thế giới hôm nay trên kênh Culture Channel kính mời quý vị ghé thăm trang web của tạp chí culture tại culturemagazine.com để đọc thêm các chuyên mục khác kênh culture channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa du lịch ẩm thực sức khỏe và đời sống tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần kính mời quý vị đón theo dõi xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và bình an hoàng anh tuấn liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh ontario chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình hãy tự bảo vệ bản thân tránh bị lây nhiễm coronavirus quý vị có thể đến trang mạng ontario ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario